Rồi, xin chào anh em. Hôm nay lại có cái pack mới khuyến mãi anh em. Đấy, hôm nay mình lại sẽ khuyến mãi cho mình được 10 pack. Cho nên hôm nay có pack mới nên là mình sẽ mở pack và cho anh em cùng xem luôn. Chào anh em nha. Năm pack trước đi. Đây, bắt đầu pack. Năm pack đầu tiên. Ý. Có được mấy cái con này em. Đây. Còn có 5 pack này anh em. 5 trên 10. Nên là mình sẽ mở 2 pack lần thôi. Bác ấy nhìn mấy nữa. Trước bước rồi.